Em Nhi xin kính chào anh chị. Hôm nay em Nhi đến ngay chỗ phường Hiệp Ninh, giới thiệu cho anh chị xem một cặp nhà vừa mới hoàn thiện. Hiện tại em Nhi đang đứng trên con đường nhựa này, đường nhựa 10m nha. Đó là cái con đường nhựa trục chính của đường Cơ Hính Dại. Đó, đây là đường Cơ Hính Dại nè anh chị. Hướng thẳng này nè, đi thẳng ra là anh chị sẽ ra đường Cách Mạng Tháng 8 là tầm khoảng 1 cây số nha. Chạy đường Cách Mạng Tháng 8 là 1 cây số. Ở đây là khu bàn cờ, cho nên là toàn bộ là đường thông. Thì tí xíu nữa em Nhi sẽ mở map lên cho anh chị mình xem. Thì bây giờ em Nhi chỉ quay mật độ dân cư ở đây cho anh chị mình xem trước. Đó, còn ở đây là cặp nhà em Nhi giới thiệu nè anh chị. Cặp nhà này ha, cặp nhà này là em Nhi giới thiệu nè. Mỗi một căn như vậy á, là một căn là 4m nha. Có chiều dài vô á, là có lò 4 xe bò luôn là 33m nha. Mỗi một căn là có thổ cư là 70m2. Đó, phần cổng phía trước của hai căn nhà xây giống nhau anh chị, xây thiết kế giống nhau là chỉ có khác màu sắc thôi. Ngang 4 là dài 33. Quay về hướng Tây nha, mỗi một căn là có thổ cư là 70m2. Thì để em đi qua cây quay căn bên trái này trước, tại vì em đi bật đèn căn này rồi. Đó, khoảng sân thì xe ô tô đậu thoải mái nha anh chị. Ở đây là đất hậu dài cho nên là xây xe ô tô đậu thoải mái nè. Ở trước là mình làm cái la phong trần thả ra tới ngoài cái hiên nhà luôn. Đó, còn tôn thì nó lắp dài ra tới đây. Đó, quay về hướng Tây nha, ngang 4m, dài 33. Giá một căn là 1 tỷ 870 triệu, là giá đó là còn thương lượng cho khách hàng mình thiện chí. Nhà này thì mới 100% nha anh chị. Đó, ăn trước anh chị thấy không, lát gặp là lên tới trần luôn, khỏi có sau này xài, khỏi có bê tô chi cho cực. Cứ dơ là anh chị cứ lau, dơ là lau xài tiếp ha. Đó, mình xài gạch nhớ tiện với chỗ đó. Còn bê mình xài cũ mình phải sơn lại anh chị. Bê xài chứ nó có cái thời gian không có được lâu anh chị. Còn như gạch mình dán luôn như vậy mình xài hoài anh chị. Các em như có xây nhà em như cũng muốn là mình dán gạch cao lên vậy luôn. Còn gạch màu nào thì mình thích thì mình dán theo cái màu đó của mình. Màu phong thủy. Không gian phòng khách bên trong anh chị. Ở đây là thuộc khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh nha. Mặt tiền Cơ Thánh Dại. Ở đây là em Nhi thấy cô chủ xây cho mình là có rèm màn rồi, nhìn rất là sang, đầy đủ hết trơn rồi, vô luôn mình ở luôn anh chị, khỏi có mà làm thêm cái gì nữa hết á. Ở đây thì em Nhi xây, em Nhi thấy là cô chủ xây có 2 phòng ngủ thôi nha. Nếu mà họ với diện tích này mà xây 3 phòng ngủ là ngon luôn anh chị. Nhưng mà mỗi một nhà đầu tư người ta xây là mỗi một cái kiểu nhà khác nhau, không có ai xây giống ai. Ở đây mà anh chị di chuyển lên chùa Tòa Thánh á, có một cây hai à. Thì từ đây mà anh chị di chuyển ra đường Cách Mạng Tháng 8 á, là có 1 cây số mà anh chị chạy lại chùa Tòa Thánh, mà chạy lại chút xíu có 200m nữa là tới. Còn hướng này mà anh chị di chuyển ra trường chuyên, rồi trường cấp 3, trường cấp 2 mà của trung tâm thành phố luôn, trường điểm này kia luôn á, anh chị là mất khoảng 1 cây rưỡi nha. Còn anh chị đi chợ là ở đây có chợ Hiệp Ninh nha, kêu bằng chợ Bắp đâu này kia, anh chị chợ Hiệp Ninh là mất khoảng 700m. Ở sau nhà bếp là em Nhi xây, em Nhi thấy là xây bài bản luôn anh chị. Hệ tủ trên dưới mà tủ xịn luôn nè. Rồi ở đây có một cái lavabo rửa tay đồ này kia, đựng đồ nữa anh chị, cũng tiện lợi lắm á. Nè, thấy không, hệ tủ trên dưới nè. Ngay chỗ này anh chị để chén anh chị, rửa xong để chén nước chạy xuống dưới đây, tiện ha. Rồi rửa xong mình úp lên trên, hoặc là mình để ngăn kế bên luôn. Rồi mấy cái này là mình để gia vị đâu, nước mắm, nước niêm rồi kia. Em thấy hệ tủ này đẹp ấy chứ. Hệ tủ này là em thấy nó bài bản hơn những cái hệ tủ mà bình thường xây ở Bồ Năng á anh chị. Đó là theo cái góp ý của em Nhi thôi. Qua đây anh chị, ở đây là em Nhi thấy ở bên hông là còn một khoảng không gian trống, cho nên là cô chủ nhà là xây cho mình là 1, 2, 3, 4 cái cửa sổ luôn anh chị. 4 cái cửa sổ lớn luôn, để cho anh chị mình lấy ánh sáng tự nhiên, với lại lấy gió rồi này kia. Còn ở sau em Nhi thấy là cô chủ cũng lót gạch hết luôn anh chị.
làm một cái sàn nước nhỏ, chỗ này chỗ để máy giặt anh chị, nó kiên cố hết trơn luôn, không có đường nào mà để cho chui vô chui ra. Nói chung là an toàn anh chị, em như nó giỡn thôi, sai hay kiểu an toàn tính đáo nha. Ở đây là để chừa săn nắng cho anh chị phơi đồ nè, còn bồn nước đi làm chân lên tới cao lắm. Còn tường em như thấy cao 2,5 m, xây cao lên 2,5 m. Lắp đặt đồ sạch sẽ luôn ha. Rồi giá căn nhà là 1 tỷ 870 triệu, giá đó là còn thương lượng luôn anh chị ơi. Hiện tại Hiệp Ninh mình nó xây nhà mới bán rất là ít luôn, tại vì giá trị đất Hiệp Ninh nó cũng cao anh chị, cho nên nó là ai mà dạng như cũng là dân nhà giàu có điều kiện này kia mới qua phường Hiệp Ninh mua đất xây nhà ở, cho nên em thấy lượng khách đầu tư ở Hiệp Ninh là em thấy đầu tư đất là nhiều, xây nhà là hiếm nha. Tại vì tính ra cái nhà mà xây lên thì hai cũng gần 2 tỷ rồi, cho nên là cũng nặng vốn lắm anh chị. Nhưng mà cái cô chủ này là xây nhà là em thấy chất lượng đẹp, tiền nào của đó nha anh chị. Thì hiện tại mặt tiền đường có hình dạng này giá dao động trên dưới 400 nha anh chị. Dưới 400 cũng có mà trên 400 cũng có, nó tính từ cái khúc mà càng gần với đường cách mạng tháng 8 càng mắc anh chị. Đó, anh trước nè. Rồi giờ mình ra mình qua mình coi cái nhà kế bên luôn nha. Rồi xong cái em Nhi cho anh chị mình xem định vị. Xây giống nhau, diện tích là giống, là chung một thửa đất tách ra anh chị. Không, mình chỉ khác cái là màu sắc đồ này kia thôi, diện tích là giống hết nha. Để em Nhi vô bật đèn lên cho sáng anh chị ơi. Lúc này ở chỗ anh chị thị trường đất như thế nào ta? Chứ chỗ em Nhi giờ là đang nóng lên dần rồi ha, cũng có giao dịch đều đều anh chị ơi. Đó, bên này là lấy cửa sổ bên phải nè, cần một phần đất trống. Bên này em Nhi thấy làm cái trần thả này nhìn nó cái kiểu nó cũng hơi lạ mắt xíu nè. Ở đây, bên đây thì mình đi tông màu nhẹ nhàng chiếu màu xanh mát con mắt. Ồ, ở đây em thấy cô chủ xây làm cửa sổ lớn không anh chị? Làm cửa sổ nào cửa sổ nấy lớn, thông thoáng luôn. Bên đây là còn đất trống nè. Đó, cho nên là mình mở ra mình lấy gió rồi anh chị. Tự nhiên ở đây phường Hiệp Ninh cho nên là anh chị đất ở phường có giá trị cao, với lại dân trí nó cũng cao nữa anh chị, cho nên anh chị ở cũng yên tâm về phần đó em. Mật độ dân thì khỏi dê rồi anh chị, mật độ dân ở đất phường thì chị biết rồi đó, cũng 2 phòng ngủ luôn anh chị, cửa sổ này anh chị thấy không, cửa nào cũng to hết trơn, làm đẹp lắm. Em chỉ cảm thấy cái căn bên phải này nó mát lắm anh chị, nó mát hơn căn bên trái, cái màu anh chị vô làm cái màu làm cho mình dịu con mắt hơn. Phòng dài lắm anh chị, thì chiều ngang 4 nhưng mà xây được cái mình ăn gia cái chiều dài đó của mình dài tới 33 anh chị, 29 là trên sổ mà có lộ 4 xe bò mình hưởng hết luôn anh chị, thành ra đó của mình dài 33 mét luôn, quá trời tuyệt vời. Đó, bên đây nè anh chị, hai bếp đằng sau nè. Thì giá là 1 tỷ 870 triệu một căn nha. Anh chị nào mình thiện chí alo liền cho em Nhi hay. Nhà mặt tiền cơ thánh vệ thuộc khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh. Ngang 4 m, dài 33, quay về hướng chính Tây. Đó, bên đây còn đất trống mát ghê anh chị. Đằng sau nè. Nhà mới 100% luôn nha, chùi đồ còn rẻ rồi luôn nè, mới có chùi đồ này nọ luôn ha. Rồi thì giờ để em Nhi mở định vị lên cho anh chị mình xem cụ thể luôn, còn nếu mà anh chị mình xem không rõ thì có gì liên hệ em Nhi qua số điện thoại 0396391539, số của em Nhi á. Rồi còn thông tin chi tiết gì rồi alo cho em Nhi nha. Alo là nhanh nhất luôn á, nhiều khi nhắn tin nó vô tin nhắn chờ này kia em Nhi không thấy được đâu anh chị.
Rồi để em cho anh chị mình xem nè. Anh chị thấy cái đường vàng vàng này không? Đó, đường vàng vàng này nè. Là đường Cách Mạng 8 anh chị. Cách Mạng 8 nha. Nhưng mà cái khúc này nó để là DT781 nối dài anh chị. Cái khúc qua đây nè. Để em như mở lại coi. Là phải dịnh như vậy nó mới thấy được cái chữ Cách Mạng 8 anh chị. Còn mình zoom nhỏ lại cái thấy nó để chỉ DT781. Nhưng thật ra là đường Cách Mạng 8 nha. Đó anh chị thấy cái chấm nốt tròn tròn này không? Là vị trí của căn nhà của mình nè anh chị. Đó. Ở đây là khu bàn cờ hả anh chị, cho nên là về những cái phần như là tiện ích đồ này kia thì anh chị cứ yên tâm nha. Rồi, đó, còn cái đường bự hai lane này á, là đường Nguyễn Trọng Cát anh chị. Đó, đường Nguyễn Trọng Cát. Nhà của mình là mặt tiền đường Cơ Hính Vệ. Để em như mở đường Cơ Hính Vệ đó, đường Cơ Hính Vệ hả anh chị. Đó, nó dài 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 muốn tới trong đây luôn nè. Cơ Hính Vệ nè, rồi ra tới đây là đường Cách Mạng tháng 8 anh chị. Đó. Thì tầm khoảng cây số là anh chị ra tới Cách Mạng tháng 8 rồi. Còn quẹo qua đây là tới Tòa Thánh Cao Đài anh chị. Nè, còn em đếm mở cái những tiện ích xung quanh Trường Chuyên rồi cho anh chị mình xem. Nó cái nốt tròn là nhà của mình ha. Đó, anh chị di chuyển ra đường Trường Chinh là tới nè. Trung học phổ thông chuyên Hoàng Ly Kha. Ra tới đây là tới Vincom mà anh chị. Sân vận động nè, sân vận động tỉnh. Đó, Vinpearl. Cái này là Vincom mà nè anh chị, nó trung tâm thành phố luôn. Nói chung là nhà mình rất là gần với những cái tiện ích xung quanh. Thì khu bàn cờ Hiệp Ninh thì anh chị cũng em Nhi cũng có quay rất là nhiều anh chị xem rồi. Nó lại giáp với lại phường 3, phường 4. Phường Hiệp Ninh thì hiện tại anh chị em thấy giá đất cũng ổn mà đường đẹp anh chị, đường 10 được không mà đường bằng cờ đường 10. Còn qua phường 3 em Nhi thấy đất cũng cao, giá cao lắm 400 mấy một mét. Nhưng mà vô đường toàn là đường bê tông không nha anh chị. Nếu có điều kiện thích hợp thì em Nhi thấy lấy phường Hiệp Ninh ngon hơn. Tại vì nó giáp với trung tâm thành phố, đi có 5 phút chạy xe. Sát bên luôn anh chị nè. Tính qua tới hẻm 70 mấy Cách Mạng tháng 8 là tới qua tới đanh phường 3 bên này, nó sát bên vậy đó. Mà đường đẹp anh chị thấy không, đường bằng cờ được không à, mà đường 10 được không luôn anh chị. Như phường 3 đường nhỏ nhỏ không à, nhiều khi anh chị đi á, xe ô tô với lại hai ô tô né nhau đồ này kia, hoặc là nhà mình có tổ chức sinh nhật đám cưới đồ này kia, mời bạn bè đồ này kia, em Nhi thấy cũng hơi khó bất tiện cách chỗ là đường đi. Nếu mà cho chọn thì em Nhi vẫn chọn phường Hiệp Ninh nha. Rồi đó, 1 tỷ 870 triệu một căn anh chị ơi. Nếu mà hợp hướng Tây, alo liền cho em Nhi hay ha. Mặt tiền đường Cơ Hính Vệ luôn nha. Rồi thì tới đây hết video em Nhi rồi. Bye bye anh chị nha.